Vân Lan Cẩm Thúy xin kính chào cô chú anh chị các bạn. Phiên của ngày hôm nay thì em sẽ lên một số cái mã hàng thanh lý dọn vườn ở bên em nhé. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981550768 hoặc 0817892229. Địa chỉ Vườn Lan nhà em là đối diện số nhà 1010 đường Trần Hưng Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở Lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng thì mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ giá sản phẩm bên em báo ra là giá chưa bao gồm phí vận chuyển cả nhà nhé. Đây, hôm nay thì em sẽ lên đầu tiên, nó là cái mã hàng phi điệp tím. Hàng này nó là cái hàng gieo hạt của Thái cả nhà nhé. Đây, hàng xanh sạch đây, 100% là thân hoa. Cái phi điệp này thì em có tất cả là 23 mã và em sẽ đánh mã là từ H1 đến H23. Nên là khi các bác đặt hàng thì mọi người cố gắng đọc rõ cho em cái mã hàng và số tiền để tránh nhầm lẫn ạ. Nên sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết từng cái mã một này. Phi điệp tím gieo hạt hàng Thái nhé mọi người nhé. Đây nó là cái mặt hoa của nó, mặt hoa thực tế tại vườn nhà em luôn nhá. Rất là sắc nét nhá, rất là sắc nét này. Đẹp chấm hết. Cái mã số 1 này của em này, H1 này, 2 bảng nhá, 240k, 240k 2 bảng đây. Đây mọi người nhìn này, cái mầm gốc nó đang lên rất là nhiều rồi nhá. Hàng tầm này thì nó đang xuống lá để chuẩn bị trò hoa nhá các bác nhá. Đây, 100% của nó là thân hoa hết nhá. 240k, trung bình là 120k cho một bảng. Tiếp theo sang mã số 2, 300k này. Cái mã số 2 này của em 300k nhá. Thân rất là dài luôn, thân rất là dài này. Này, 100% là thân hoa cả nhà mình nhá. Đây này, cái thân này tím ngắt luôn nhá. Thân này tím ngắt luôn này. 300k nhá, 300k này. Mặt hoa đây rất là đẹp luôn, cực kỳ sắc nét luôn nhá. Tiếp theo sang mã số 3, hình số 3 này, 230k 2 bảng này. Đây bảng này thì nó thân nó ngắn hơn nhá, thân này toàn là mầm ngắn rồi ạ. Đó, cái thân này thì nó đã xuống lá hết rồi nhá, đang chuẩn bị sưng nụ đấy ạ. 230k H3. Tiếp theo sang H4, 270k 2 bảng này. Ủa ôi, đã man này, dày chưa, siêu nhiều luôn nhá, siêu nhiều thân luôn này. Đây mọi người nhìn này, mầm non đang lên rất là nhiều luôn nhá. 270k này. Cái này thì chiều dài của nó thì nó sẽ dao động trong khoảng tầm 20 đến 40 cm nhá. 20 đến 40 cm cho một thân ạ. 270k cho H4 này. Tiếp theo sang H5 này, 280k. Đây, cái mã này này cực kỳ nhiều thân luôn nhá. Cực kỳ là nhiều thân luôn này, dày ngọn chưa. Cái này là xuống gần xuống hết lá rồi. Phi điệp gieo hạt nhá, 100% thân hoa, hàng xanh sạch cái 280k cho H5. Tiếp theo sang H6 ạ. H6 này 280k. Thân thì ngắt luôn nhá. Đây này, cực kỳ là nhiều thân luôn nhá. 280k cho H6. H7 ạ. H7 này em có 3 bảng, 310k nhá. Cái H7 này, cái bảng này thì nó xuống lá hết rồi này. Còn đây là mầm gốc nó đang lên nhá. Đây, có 3 bảng, 301 nhá. Quá là rẻ luôn, 105.000 bảng. Sang H8 ạ, H8 này 2 bảng này, 260k trung bình, 131 bảng này. Đây mọi người nhìn thân này, ôi, tím ngắt luôn nhá. 260 này. H9 ạ, 240k. Đây, trung bình 120k một bảng nhá. Đây này, H10 230k. Đây, ui dồi, em có con này này. Con này là con thân nù nhá. H10 này, 230k em này. H10 đây, H11 này 280k. Hai con này thân rất là dài nhá. Đây, 40 cm nhá. Thân của nó dài khoảng tầm 40 cm một thân, thân dài nhất đấy ạ. 280 cho H10. Sang H11 ạ. Đấy là H11 ạ. Đây là H11 280 nhá. H12. H12 của em là 240k đây. H13 260k. Em có 2 bảng này. 2 bảng này thân rất là dài nhá. Thân dài. Bây giờ là ngọn nó hơi nhỏ một xíu thôi ạ. Đây, 260k. H14 ạ. H14 này của em này, em có 3 bảng này.
380k nhá. Đây. 380k này, siêu nhiều luôn nhá. Đây. Thân nù này, hàng thân nù này. Đây các bạn nhìn này. Chi chít luôn nhá. Mầm gốc nó đang lên. 380k H14. Tiếp theo sang H15 này, H15 của em này, hai bảng này, 260k. Đây hai bảng này, 260 nhá. Đến H16 260k tiếp này, hai bảng này. Siêu nhiều luôn. Đấy, mặt hoa nhá. Mặt hoa này thực tế tại vườn nhà em luôn nhá. Tiếp theo sang H17 này, 250k này. Con này còn thân nhá, thân nù này, đây này. Mập chưa? Cái này xuống hết lá rồi ạ. Cái này xuống hết lá rồi, thắt ngọn rồi. 17 này, 250k. Tiếp theo sang 18. Mã số 18 này, 240k, hai bảng này. Siêu dày ngọn nhá. Đây này, xanh mướt luôn. Hàng xanh sạch 100% thân hoa nhá các bác nhá. H19 này, H19 em có hai bảng này. Rồi. Cái thân này nó siêu dài luôn này, đây này. Dài chưa? Còn con này là con thân nù nhá. Con này là con thân nù này, một con thân siêu nù của em này. Con này là con 300k nhá, H19 300k hai bảng. Đến H30. H30 này, 340k ba bảng này. Em có ba bảng nhá. Đây, con này còn thân nù này. Thân nù nhá. Cái mã này toàn hàng thân nù này. 340 nhá, H20 340. Sang H21 ạ, H21 của em 280k này. Ngọn dài nhá, ngọn dài này. Hơn 40cm nhá, ngọn này dài hơn 40cm nhá. 280k H21. H22 ạ. 240k này. Hàng đang bắt đầu số lá hết rồi nhá. Đây ạ. 240k. H22. Sang cái bã cuối cùng là H23 của em. Hai bảng nhỏ nhá, 230k. Ngoài ra thì em còn có một cái mặt hàng này, nó gọi là mặt trời Bangkok. Cái hàng này thì nó là cái dạng lai giữa vanda và nhạn. Đây này, mọi người nhìn này, cái mặt hoa của nó tựa như hoa nhạn nhá. Hoa rất là thơm và bền, rất thơm và bền nhá các bác nhá. Cái giá cũ nhà em là bán là 140k, hôm nay em xả là 100k cho một cốc nhá. Và đối với cái hàng này thì em sẽ ship từ 2 cốc trở lên này, hoa rất thơm và bền nhá. Nó có hai mật, nó có hai màu hoa này mọi người nhìn này. Đây nhá. Toàn là màu đẹp nhá. Mặt trời Bangkok nhá cả nhà nhá, mặt trời Bangkok 100k. Đây qua bên này. Bên này thì em có một số cái mã hàng thân. Đây nó là cái đen dâu xuân. Đen dâu xuân hàng đang nụ này. Hàng này là hàng nhập khẩu trực tiếp 100% tại đài nhá. Đen dâu xuân hoa sổ số này, em đang xả là 130k cho một cốc đen dâu xuân. Hàng này là hàng không có thân nụ nhá cả nhà nhá. Em chỉ có hàng thân bình thường này, này. Đây này mọi người. Nụ nhá, nụ đang ra chi chít rồi đây này. Đấy. Rất là nhiều nụ luôn. 130k cho một cốc đen dâu xuân này. Bên này nó là cái hàng kiểu vuông hoa tím. Kiểu vuông hoa tím hàng cũng đã bắt đầu nhú nụ nhá. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để cho các bác về kích hoa nhá. Kiểu vuông hoa tím này đang xả là 160k một chậu. Bên này là một số cái mã hàng cây giống của nhà em. Giải hạc đắc lây hàng thân nù lá mít 100k một cốc. Giải hạc di linh thân nù lá mít cũng là 100k một cốc. Còn đây nó là cái giải hạc Kali. Một cốc thì nó sẽ có một thân dài. Em đang bán là 130k cho một cốc nhá. Đấy. Bên này thì nó là cái dòng hoàng lạp. Hoàng lạp nó xả là 200k này. Hoàng lạp 200 nhá. Đây. Đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên em đang xả là 230k. Sau đây thì em sẽ dừng video. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì mọi người có thể nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 giúp em ạ. Em chào các bác nhé.